tìm thấy mũ công an cấp tướng tại sòng bài. Rạng sáng hôm nay, ngày 16 tháng 5, Công an Sài Gòn đã đột nhập một sòng bài ở quận Tân Phú, Sài Gòn do bà Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ. Công an đã bắt giữ 25 người và tịch thu gần 10 triệu đồng, một mã tấu, một con dao bấm, một khẩu súng giả và một chiếc mũ képi cấp tướng ngành công an. Theo tin của công an cho biết, sau hơn một tuần theo dõi, họ nhận ra rằng hàng ngày sòng bài này đã thu hút hàng chục con bạc có máu mặt ở các tỉnh phía Bắc vào đây sát phạt. Sòng bài có nhân viên phục vụ ăn uống, phòng máy lạnh cho con bạc nghỉ ngơi hoặc có nhu cầu qua đêm. Tại sòng bài, con bạc muốn vay tiền đều được đáp ứng. Đáng chú ý là sòng bạc này có hai lối thoát, cửa trước và cửa sau, đều thông với các con hẻm. Các lối vào sòng bạc đều qua hai lớp cửa được khóa từ bên trong. Mọi đường đi vào đều có người canh giữ. Sau khi đột nhập vào bên trong, công an còn phát hiện trên trần nhà có thiết kế một lỗ hổng lớn thông lên mái nhà. Chủ sòng bạc đã thiết kế lối thoát bí mật này để tẩu thoát và tẩu tán tang vật khi bị công an vây bắt. Có nhiều khả năng khi công an ập vào, có người đã gom hết tiền tại sòng bạc và trong tủ sắt để tẩu thoát, cho nên tiền tại chiếu bạc bị thu giữ lại quá ít. Theo hồ sơ công an, sòng bạc này đã hoạt động trong một thời gian khá dài, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Thêm vào đó, trạm gác dân phòng nằm cách sòng bạc này không xa và nằm ngay đầu hẻm ra vào sòng bạc cũng không hề hay biết. Về phần chiếc mũ képi cấp tướng công an, thì chủ sòng bạc khai là không biết của ai, nhưng chắc là do một con bạc nào đó bỏ quên.